nàng là hiện đại mỹ nữ đặc công, tại chấp hành nhiệm vụ bên trong cùng phần tử phạm tội đồng quy vu tận, xuyên qua đến giá không cổ đại thành mù đại tướng quân phủ đích nữ. Thanh lâu trước thụ nhục, bị thứ muội cướp đi vị hôn phu, ban hôn cho một cái không thể nhân đạo ham dết lạnh khốc vương gia. Bất quá, không phải không thể nhân đạo sao? Cái thứ này tinh thần như vậy là chuyện gì xảy ra? Không phải thích sát lạnh khốc sao? cái này giống như hát si làm nũng ở trong hốc vai nàng đẩy tới đẩy lui là cái gì? Chương một Thanh lâu cửa ra vào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Thái tử Giá Lâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thực sự là tác nghiệt A. À? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Cái gì? Muốn nghiệm thân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Nàng một cái mù lòa lại không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Chúc mừng tỷ tỷ trở thành tuyên vương phi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mắt mù cũng có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Chậm rãi cân nhắc, ta không vội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Có người tới gần giường của nàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Tiện tay mà thôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.